Rồi, trưa chủ nhật em có lên clip một con cái bô xin mẫu độ chữa nha anh chị. Đó thì bà chủ chạy bò giống Long An đang cho bò ăn đó anh chị ơi. Nó thì như cục đất rồi đó. Bò thì tơ chữa một đôi răng nha anh chị. Đàn khủng long. Đó. Thì sau đây em vô cận cảnh con bò tơ chữa mẫu độ cho anh chị tham khảo. Thằng lưng đó anh chị ơi. Bò thì rồi tới đâu rồi phê tới đó nha anh chị. Bò năm bò này mấy vú ra? 4 vú đều. 4 vú à. Đó, lúng thì lúng bản, lúng chèn. Đó. Về thoảng tắt máy nha anh chị. Chân nè, chân lớn như chà bá luôn nha anh chị, chân như bò đực luôn. Điếm mà là dày lạch thọt nha anh chị. Mỏng. Thấy lưng nè anh chị ơi. Đó. Gu vật này là dày hết nấu luôn nha anh chị. Xây mặt đó, sừng đó, miệng động phía sâu nè anh chị ơi. Đâu bà chủ đứng gần đây có bà chủ rờ rắm ôm con bò đi chủ. Đó. Đó bà chủ cao 1m6 nha anh chị. À, chữa tơ chữa thì chữa ba bê tầm trên 7 tháng rưỡi nha anh chị, gần 8 tháng anh chị ơi. Ngọc đôi ra đàn khủng long. Tôi thì phết gót luôn, chân là 8 móng sò, mỏng dưới chân cái chơi trước ra. Chân trước bên kia. Đó, còn lát nhiều bò nha anh chị, thì anh chị nào muốn quay con nào thì liên hệ em quay con đó. Đó. Nhiều con quá thì lâu lâu quay số lượt cho mà con về con cho anh chị tham khảo. Đó. Cái đuôi nè. Lớn hơn bắp tay luôn nha anh chị. Hiền khô nha anh chị. Sáng giờ mới cho ăn đó anh chị ơi. Sáng giờ ăn rôm. Đó. Thì nạm chim cái máy luôn anh chị ơi. Đó, còn những bộ mẹ con rồi nó nhiều là bò lắm anh chị ơi. Lông da sắc lẻm luôn. Rồi.